Tại sao lại lại quan điểm của Hiệp lại vẫn lấy cái tên 2.0 là MFCO lại không phải là chiến binh thầm lặng như anh Trịnh đưa ra ý kiến? Thế Hiệp và anh Trịnh có đồng ý tôi phán xử vụ này không? Chơi luôn. Chơi thì chơi. Hai anh bây giờ quán tù tì, nếu anh nào thắng thì tôi sẽ quyết định chọn tên của các anh đưa ra. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ biết hy sinh. Đằng sau những thành công, những lần lên đỉnh là sự cố gắng, là những nỗ lực không biết mệt mỏi của những chiến binh thầm lặng, phòng kế hoạch, vật tư và kiểm soát chất lượng. Là 60 con người với 60 tính cách luôn đồng sức, đồng lòng, nhìn về một hướng, theo sự chèo lái của ban lãnh đạo đưa con tàu EFP đến những chân trời mới, thành công mới. Đối với mua hàng luôn luôn ảo ảo, giao dịch qua điện thoại. Làm kho phải suy cho cùng, cái quan trọng nhất vẫn là xuất nhập tồn, cấm có thừa thiếu, kể cả một con vít. Làm kế hoạch lúc nào cũng phải thay đổi, cân đối, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kế hoạch ý mà không sai, không thay đổi thì không phải là kế hoạch. Mấy tôi đang hỏng điều hòa đấy, nó đang bỏ lỡ mà sửa trong điều hòa. QA là một công việc đặc thù mang tính chất đối, đòi hỏi anh em phải có sự bình tĩnh, một cái đầu lạnh trong một bầu nhiệt huyết nóng. Xe luôn luôn trực chiến, không quản ngày đêm nắng mưa, đưa ống inox EP đến khắp mọi miền Bắc, Trung, Nam.